Hello, xin chào cả nhà. Trên tay Linh đây là một siêu phẩm của 2019 mà đến bây giờ thì cũng đang rất là hot. Đấy. Thời điểm khoảng một tuần đổ lại đây thì các dòng máy 12 Pro, dòng máy của 12 và 13 thì đang rất là nóng và hầu như là khan hiếm hàng. Mọi người lại quay trở lại đó là tìm hiểu về 11 Pro Max được sản xuất 2019. Thì rất là nhiều bạn có hỏi là iPhone 11 Pro và 11 Pro Max nó khác nhau gì. Trên thực tế thì iPhone 11 Pro nó chỉ là phiên bản nhỏ của iPhone 11 Pro Max thôi. Đấy, còn ngoại hình thì giống nhau, cũng là ba len cam ba mắt này. Đấy. Cũng là viền thép không gỉ. Tuy nhiên thì màn hình thì có sự khác nhau rất là rõ rệt. Ở iPhone 11 Pro thì sở hữu màn hình 5.8 inch, còn ở iPhone 11 Pro Max thì sở hữu màn hình 6.5. Sự chênh lệch rất là đáng kể. iPhone 11 Pro thì sở hữu viên pin 3100, còn 11 Pro Max thì 3500. Đấy, đấy là cái sự khác biệt rõ rệt của hai dòng máy này. Còn về chip thì đều giống nhau, đó là chip A13. Đấy, đều là giống nhau. Thì iPhone 11 Pro này thì nó thiên về, ví dụ như bạn đang thích sở hữu những cái chiếc máy nhỏ gọn. Rất là nhiều người, không phải là nữ đâu mà cả các anh nam cũng vậy. Các anh ấy thì có những anh thì lại thích sử dụng những cái dòng máy nhỏ gọn này để bỏ vào túi quần cho nó dễ hơn, bởi vì cái dòng này thì nó khá là to này. Đấy, khi mà mọi người mà để vào túi quần mà không may mà không để ý ấy, là ngồi ấy, có khi là cũng bị méo máy ấy, móp ấy, cong máy. Đấy, nên là mọi người dùng những cái máy to này thì cũng rất là lưu ý cho Linh. Đấy, khi mà để vào trong túi quần thì chỉ để một chiếc điện thoại thôi, và đừng để thêm những cái đồ ví dụ như ví hay là chùm điện thoại, à quên lại, chùm điện thoại, chùm chìa khóa vào thì nó sẽ ảnh hưởng, một là trầy xước, hai nữa là có thể ảnh hưởng đến màn hình, và ba nữa là có thể bị cong máy. Đấy, còn ngoài ra nữa thì iPhone 11 này tuy được sản xuất từ 2019 ấy, nhưng mà mọi người biết đó là những cái dòng máy cao cấp như này thì nó còn hỗ trợ nâng cấp iOS rất là lâu nữa. Ít nhất cũng phải 5-6 năm nữa thì mọi người mới phải thay đổi lên đời máy. Còn nếu như mà bạn là một người thích thay đổi và thích update những cái công nghệ mới nhất của Apple thì mọi người cứ thay đổi thôi. Còn nếu như mà mình đang quan tâm, ví dụ như bạn đang dùng máy 8 hay máy X thì mọi người có thể là lên đời máy, lên đời 11 được rồi. Không cần quá cao, bởi vì thời điểm này iPhone 12 Pro Max đang rất là cao và khan hàng nữa. Giá rất là ngược. Nếu như mà bạn muốn mua thì nên đợi một tháng hoặc là vài tuần nữa cho máy nó hạ nhiệt thì mọi người bắt đầu mua, còn nếu như không thì mọi người có thể tham khảo dòng máy này. Máy này thì chip cũng rất là nhanh, pin thì trâu, nhưng mà tuy nhiên ấy, ở iPhone 11 Pro này thì pin chỉ sở hữu là 3100 mAh thôi. Thì nếu như mà để sử dụng liên tục, nghe gọi chơi game liên tục thì nó cũng nhanh hết pin. Đấy, thì mọi người có thể tham khảo lên những cái dòng máy cao hơn, ví dụ như 11 Pro Max này thì mọi người tha hồ chơi game. Còn nếu như chỉ để nghe gọi bình thường ấy thì mọi người có thể, và thích sự nhỏ gọn nữa thì mọi người Zing em này. Còn về chụp ảnh thì không có gì phải bàn cãi nhiều, bởi vì ba cam và được tích hợp đó là 12 megapixel, giúp cho mọi người chụp ảnh góc rộng, góc tele, quay phim 4K rất là ok. Đấy, thì nếu như mà bạn thích trải nghiệm, thích du lịch, thích chụp ảnh thì đây là một trong những cái siêu phẩm rất là hot hit. Mọi người có thể chụp ảnh, quay phim rất là đẹp rồi. Đấy, còn sự lựa chọn là bạn, nếu như bạn thích sự nhỏ gọn thì bạn lựa chọn 11 Pro. Đấy, còn nếu như mà bạn thích to, máy to và xem phim, trải nghiệm phim, xem video tốt hơn thì mọi người có thể lựa chọn 11 Pro Max. Và giá của 11 Pro Max nó rơi vào khoảng 18 đến 20 triệu, còn 11 Pro thì nó rơi vào khoảng 15 đến 17 triệu. Đấy, mọi người có thể tham khảo để lựa chọn. Và nếu như bạn chưa đủ cái số tiền quá cao như vậy thì mọi người có thể lựa chọn sang, đó là hình thức trả góp. Trả góp bây giờ thì cũng có, chỉ rất là đơn giản, bạn chỉ cần trên 18 tuổi và chỉ cần duy nhất một giấy tờ, đó là giấy tờ chứng minh thư thôi, và không cần bằng lái xe hay sổ hộ khẩu như ngày trước nữa, và đặc biệt nữa là không có nợ xấu nhá. Đấy, thì mọi người chỉ cần trả trước 30% của chiếc máy này thì đâu đấy khoảng 4 đến 5 triệu là mọi người đã sở hữu được chiếc máy này rồi. Đấy, nếu như bạn đang muốn nâng cấp thì nên tham khảo.
nên tham khảo những cái dòng máy này nhá. Đấy, đấy là review nhanh của Linh dành cho những bạn nào đang quan tâm đến 11 series 11 và có chi phí khoảng từ 15 đến 18 triệu thì mọi người có thể là lựa chọn cái dòng máy này. Đấy, rất là đẹp và đặc biệt nó là sở hữu viền thép không gỉ để mọi người yên tâm để sử dụng. Đấy. Và chia sẻ với mọi người một điều đó là ở Apple ấy thì mọi người thì ở Apple thì người ta đã phân phân khúc, người ta chia phân khúc ra đó là dù là sản xuất một series đấy, ví dụ series 11, series 12, series 13 thì nó đều có những cái phân khúc khác nhau. Đó là phân khúc tầm trung và tầm cao. Thì những cái dòng máy mà có viền thép như này thì nó được là nằm ở trong cái phân khúc là cao cấp. Còn ví dụ như những cái viền nhôm như iPhone 11 này thì nó được nằm trong phân khúc là phân khúc giá thành gọi là trung bình. Đấy. Bạn cũng thích nâng đời lên 11 nhưng mà thích chi phí thấp thì mọi người lựa chọn cái này, thì đây là viền nhôm. Viền nhôm của các đời máy thì được nằm trong cái diện là phân khúc là trung bình. Ví dụ như iPhone 12, series iPhone 12 thì có mini này hay 12G thì nó cũng là viền nhôm như này. Thì nó nằm trong phân khúc là trung bình. Còn những cái ví dụ như 12 Pro hay 12 Pro Max thì cũng là viền nhôm, à viền thép thì nó là phân khúc cao tiền. Đấy, mọi người nên phân biệt như vậy để mọi người dễ dàng lựa chọn. Đấy. Và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo nhá. Bye bye.